Phẩm thứ 9, xưng danh hiệu chư Phật. Khi bấy giờ, Bồ Tát Địa Tạng thưa Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, nay con xin vì chúng sinh đời sau mà nói rõ ràng các sự lợi ích khiến cho bọn họ trong vòng sinh tử được lợi ích lớn, xin Đức Thế Tôn cho phép con nói. Bấy giờ Đức Phật bảo Ngài Địa Tạng: Nay ông muốn khởi tâm từ cứu vớt hết thảy chúng sinh trong 6 đường khổ mà nói những sự chẳng thể nghĩ bằng, nay chính là lúc ông nên nói đi. Nếu ông sớm làm xong bản nguyện đó, dù ngay bây giờ ta nhập niết bàn cũng không còn phải lo đến chúng sanh đời này đời sau. Địa Tạng Bồ Tát bạch Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, vô lượng số kiếp về thuở xa xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Vô Biên Thân Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, lòng tạm cung kính, liền được siêu thoát tội nặng sinh tử trong 40 kiếp, huống chi lại còn vẽ đắp hình tượng tán thán cúng dường, thì người ấy được vô biên phúc đức. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Bảo Tánh Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, chỉ trong giây lát phát tâm quy y, thì người ấy tu đến ngôi vô thượng, chẳng bao giờ còn bị lui chuyển nữa. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây thoát qua lỗ tai, người này sẽ được nghìn lần sinh lên cõi trời lục dục, huống lại dốc lòng xưng niệm danh hiệu. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Sư Tử Hống Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, phát tâm quy chỉ trong một niệm, thì người ấy được vô lượng chư Phật xoa đầu thọ ký. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Câu Lưu Tôn Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, dốc lòng chiêm lễ hoặc đại tán thán, thì nơi pháp hội trong đời hiền kiếp của nghìn Đức Phật, người ấy sẽ được làm đại phạm vương và được thọ ký vào ngôi vô thượng. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, chẳng còn sa đọa vào đường lãng nữa, thường được sinh ở cõi trời cõi người, hưởng các sự vui thù thắng vi diệu. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Bảo Thắng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, nhất định chẳng còn tạo vào đường ác, thường sinh cõi trời, hưởng thụ những sự vui vẻ vô cùng. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, sinh lòng cung kính, thì chẳng bao lâu người ấy sẽ chứng quả A-la-hán. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Ca Sa Tràng Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, người này sẽ thoát tội nặng sinh tử 100 đại kiếp. Lại đời xưa có Đức Phật ra đời, danh hiệu là Đại Thông Sơn Vương Như Lai. Nếu có người nam hay người nữ nào nghe thấy danh hiệu của Đức Phật đây, người này sẽ gặp hàng hà sa Phật nói pháp rộng cho nghe, rồi tất được thành đạo Bồ Đề. Lại đời xưa có các Đức Phật danh hiệu gọi là Đức Tịnh Nguyệt Phật, Đức Sơn Vương Phật, Đức Chí Thắng Phật, Đức Tịnh Danh Vương Phật, Đức Chí Thành Tự Phật, Đức Vô Thượng Phật, Đức Diệu Thanh Phật, Đức Mãn Nguyện Phật, Đức Nguyệt Diện Phật. Còn có vô lượng vô số chư Phật Thế Tôn như thế, không thể kể xiết. Bạch Đức Thế Tôn, hết thảy chúng sanh hiện tại vị lai, hoặc ở cõi trời, hoặc ở cõi người, hoặc nam hoặc nữ, chỉ niệm danh hiệu của một Đức Phật đã được vô lượng vô biên công đức, huống chi lại niệm nhiều danh hiệu Phật, thì chúng sinh đó lúc sinh lúc tử được lợi ích lớn, không còn bị đọa vào đường ác nữa. Nếu có người nào lúc sắp mệnh chung, tất cả họ hàng hay chỉ một người, vì người ốm đó cất cao tiếng niệm một danh hiệu Phật, khi người ốm chết trừ tội vô gián, các nghiệp báo khác đều tiêu sạch cả. Tội vô gián kia tuy rất nặng nề, trải qua ức kiếp không thể siêu thoát, những lúc lâm chung người ta vì mình niệm danh hiệu Phật nên những tội nặng cũng dần tiêu diệt, huống chi chúng sinh tự mình xưng niệm danh hiệu chư Phật thì được vô lượng vô biên phúc báo, diệt vô lượng tội. Ha ha ha, Bụt Sa Môn Ni So ha ha.